Kính thưa chư quý vị thính giả, bài Châu Còi Tàu Hảo mà Đức Giáo Chủ viết ra từ năm Nhâm Ngũ 1942 là một bài thuyết pháp rất nhiệm màu. Theo đây thì hành giả phải họ trì ngũ giới tam quy, cố gắng diệt lục căn lục trần, hóa tan ngũ uẩn, đạt đáo vị ngạn, vượt khỏi lục đạo luân hồi và trí huệ vậy. Và khi đạt đến đó thì mới hy vọng cứu vớt được tổ tông. Kính mời quý vị theo dõi bài Châu Còi Tàu Hảo, Bạc Liêu, ngày 25 tháng 4 năm Nhâm Ngũ. Chương trình diễn âm sẽ do năm nữ tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thực hiện. Nguyễn Minh Thơm. Phan Văn Tùng. Bùi Văn Năm. Thành kính thực hiện. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Tam quy ngũ giới lòng hằng dình theo. Chúc tâm thọn nha dừng lèo qua bờ giác ngàn sớm treo gương màu nơi cõi tàn sông sầu bể khổ là ngựa xe cảm vô tao nhân gây ra lắm nào phong trần luân hồi sáu nẻo khôn lần bước ra gài tinh ngộ ái hà quyết dứt đèn đạo tâm sáng rực soi đường cầu tu cho đạt ngũ hương gói gồm trí huệ ma dương hài hùng là cho chúng phục tùng chân ly trong xác thân giảm thị lục căn đừng cho chúng tính lăng hoàng ngoài thì chấp thủ mạng ăn lục trần phá ngũ quần rất lần tham ái cõi sân si cũng phải tạo trừ đem về giác tánh chân như kiếm thân thị hiện dứt trừ tự sanh đem tâm hồi hướng gốc lành làm tôi Phật tổ chí thành chí chân dầu mắt phải mưa đơn gió kép cùng chuyên trì mà dẹp gái trong
Ngày nào đắc được lục thông, dứt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời. Về cực lạc thành thời an dưỡng ấy là ngày bạn thường công tu, chúc cho đó vẹt mây mù dừng vàng bất thôi công phu vuông tròn. Đến ngày biển cạn non mòn, tử ân đã trả chẳng còn tội căn. Nay ông nhập tự làm tăng, trước sau tuy khác thiện căn dần đồng. Lắng tai nghe được tinh hồng, tờ qua ít chữ gọi lòng chia vui.